Cái chuyện nhỏ nhỏ trong gia đình không phải là trách, mà khi mà chúng tôi coi đến cái mẫu chuyện của ông Du Tịnh Ý thì thấy cái tâm ông tôn trọng vị thần, tôn trọng người khuất mày khuất mặt, tôn trọng người bề trên. Từ khi ông gặp ông Táo Thần, ông quá tin ông Táo Thần. Nhưng mà bây giờ mình tin một người đi trước, thầy mình hoặc bạn mình tin không? Nhiều lúc mình tin chưa trọn. Cũng như hôm bữa cái chuyện trong nhà, chúng tôi chủ nhật xong rồi cũng mời thầy Minh rồi thầy Thánh Tuệ rồi thì Hào rồi xuống ngồi uống nước với mấy anh em trong cái nhà dù. Tự nhiên chúng tôi cũng khởi niệm thấy thương cái chú Cường. Chú Cường thì chú cư sĩ cũng 3-4 năm nay nấu ăn. Rồi bữa chủ nhật vừa rồi chú xin về để lo cho mẹ, mẹ bị bệnh tai biến. Thì thấy cũng tội thì cho về để mà lo. Xong cái buổi chiều hôm bữa chủ nhật hôm kia chúng tôi nói mấy thầy, có thầy Thánh Tuệ nói vui vui thầy có duyên với chú Cường dữ lắm, thì nên cố gắng lên hỏi thăm nôn rồi sửa, rồi mình cũng quan tâm với họ một chút, cũng như anh em trong nhà, cha mẹ họ bị bệnh cũng như cha mẹ mình thôi. Thầy Tuệ có duyên với chú Cường nhiều lắm, cũng nói chung với thầy Nhuận Minh, thầy Hào luôn. Thì tối hôm qua lên cũng có vài việc để sắp xếp, lại biết Quan Âm hỏi thầy Nhuận Minh sao, chú Cường sao, cứ ô cũng chưa biết, không biết làm sao, hỏi Thánh Tuệ hỏi thăm chứ cũng chưa biết nữa. Thì chúng tôi cũng bình thường thôi, không có suy nghĩ, nhưng mà sáng hôm nay suy nghĩ một tí, suy nghĩ là do có cái chuyện ông Du Tịnh Ý này. Thì suy nghĩ một tí là thì chúng tôi lúc đó kêu thầy Nhuận Minh gọi điện, gọi gặp thăm chú, hỏi sao mẹ chú làm sao. Kêu mẹ bị tai biến nhưng mà chỉ có điều trị ở bệnh viện y học dân tộc, buổi sáng thì chiều con trở về. Chúng tôi nói có tiện không, nếu mà ở dưới này gần, lên trên Đà Lạt gần hơn thì mang về dưới này cho bà nghe kinh, rồi có bố trí một cái chỗ để chú cũng được công quả ở đây đồ. Kêu nhà con ở Xuân Thọ là chạy ra Đà Lạt nó gần hơn, thôi để con ở trên này. Thì mới nói như vậy thì sau khi bà cụ hết bệnh rồi chú ở trên đó luôn hay về đây tu? Kêu dạ vừa mẹ con hết bệnh con về con xin ở lại tình thất con tu chứ. Chú này ông cư sĩ. Chúng tôi cũng cảm động và chúng tôi mới nói mẹ chú ăn chay trường chưa? Kêu dạ mới ăn chay kỳ. Kêu bây giờ chú về là chữa bệnh, lo cho bà là chuyện phụ, mà cái chính là nấu chay rồi cho bà ăn liên tục vô đi. Mua đậu khuôn đồ có tiền không? Thực sự chúng tôi hỏi có tiền không, là muốn nếu mà họ nghèo quá cũng cho họ một chút tiền. Thì vì chú này ông công quả cũng tốt. Thì kêu dạ nhà con có. Thì chúng ta có thì phải nấu chay cho bà ăn liên tục đi, về lo cho bà chữa bệnh bên bệnh viện y học dân tộc. Thì cái chuyện đó giấc nhà nghĩ là chuyện nhỏ thôi, còn cái chuyện chính cho bà ăn chay, cho dứt cái gốc sát sanh, cho bà khỏe mạnh lên, bà ít bệnh luôn. Rồi nói một vài đạo lý được cho bà nghe. Thì ông cảm động, trong cái điện thoại gần như ông cảm động muốn khóc. Khi mà gia đình họ gặp một cái sự cố gì đó thì mình ra tay mình giúp đỡ họ, mà tùy theo mỗi người giúp đỡ. Ví dụ như cái chú mà đi cà thọt ông ở đây không đăng ký được thì phải cho tiền ông đi về thôi, nguy hiểm ảnh hưởng đại chúng. Nhưng mà chú này thì là ổn định đăng ký tạm trú, làm công quả tốt và cha mẹ cho đi xuất gia, thì khi họ về lại mình đón nhận. Tùy theo mỗi hoàn cảnh mình uyển chuyển làm sao cho phù hợp, chứ không phải nói hoài lỗ miệng là đạo đức giả được, phải làm sao cho thực chân thật. Thì chúng tôi lúc đó xong câu chuyện trôi qua không có gì hết, thì chúng tôi về suy nghĩ lại. Ba người ngồi trước mặt ông Táo Thần. Ông Táo Thần giác nhàn nói: này Du Đô ơi, này Nhuận Minh ơi, này Khánh Tệ, này Nhuận Hào, nên thương nha, thương người anh em của mình nha. Nghe xong tay này lọt qua tay kia, coi như ông Táo Thần này không có trong cà ram nữa hết á. Táo Thần này coi như không có hiệu quả. Bây giờ mình không dám la họ lớn, la họ bỏ họ đi làm sao. Rồi ai mà chi khách trên thầy Nhuận Minh, ai mà nấu bếp, rồi ai dạy đệ tử quy, ai coi bảo vệ, thầy Hào đổ đi hết chết rồi. Hôm bữa nay không dám la nữa, mà tự trách mình là ông Táo Thần này chưa linh, chưa xuất hiện được. Xuất hiện là xuất hiện trên mặt hình thức thôi,
nhưng mà chưa có đầy đủ đức độ để nói cho mấy mấy ông judo này nghe được. Ông Tịnh Ý này ông chưa phải là tên thực sự là Tịnh Ý đạo nhân. Hình như họ thích cái gì họ làm. Chúng tôi muốn uốn nắn mấy thầy một chút xíu chỗ này. Thương người chứ, tâm thương người để đâu? Bạn bè đồng tu với mình, chừng chết rồi mình đến mình hộ niệm cũng là tốt, nhưng mà lúc họ còn sống giáo hóa cho họ. Đừng có gột mài chữ nghĩa, đừng có tập trung ngồi học mà không có hành. Cái điều này chúng tôi suy nghĩ lại, vì sao mà ông Du Tịnh Ý này mà ổng lại thành tựu được? Ổng tôn trọng ông Táo Thần, và ông Táo Thần nói gì ổng nghe vậy. Thương người là ổng thương người, tiết chữ là ổng là tiết chữ, và ông sẽ làm đúng cái thủ tục là cung kính giấy, chứ không phải như lúc trước hồi hợp. Và ông nói về cái chuyện mà cấm dâm dục, đây là cái họa lớn, đây là cái chuyện dơ bẩn tự tâm. Làm cái chuyện này nó sẽ ảnh hưởng đến cái thọ mạng và phước thọ của mình. Ông nghe vậy là trong ý niệm ông cũng không dám. Cái ông Táo Thần ông nói, ông coi lại ông đi, ông nói người ta đừng dâm dục, ông dạy ào ào, mà cuối cùng trong tâm ông cũng khởi tưởng lên, thấy những cô gái đẹp ông cũng mơ tưởng. Ông không có cơ hội thì ông có cơ hội ông hành xử liền. Ông mất hồn, ông xanh mặt, ông kêu trời ơi, ông này sao biết hết cõi u minh vậy ta, biết hết những chuyện trong cõi u minh vậy ta, trong đáy lòng mình ông nhìn thấu vậy ta. Ôi sợ quá. Cho nên con người của mình chưa tịnh, tự tịnh kỳ ấy, chưa tôn trọng người đi trước. Cái này chúng tôi nhắc không phải là thầy Dương Minh, thầy Dương Hào, thầy Khánh Tệ đâu. Nhiều lúc thầy Khánh Tệ nói, ô con không có điện thoại, ô má có chú Cường là chỉ ở một buổi trên bệnh viện rồi về lại. Ông thầy đã kêu mình đi thì mình cũng không lên bệnh viện thì về nhà, rồi báo lại chứ. Đúng không? Ông Du Tịnh Ý là ông làm cái gì xong là ông báo lại, ông nói bẩm Táo Thần, hôm nay con Tịnh Ý đạo nhân làm bao nhiêu điều ác, một không nghe lời thầy nhàn. Ví dụ thầy nhàn nói con lo cho mẹ của chú Cường thăm hỏi, con không làm một tội. Ông Tịnh Táo Thần thưa vậy đó. Còn mình sao? Chả thèm làm, chả thèm thưa, chả thèm gửi, chả thèm thông báo. Người ta hỏi lại, không biết có chưa nữa. Tịnh Ý này là quá dở, quá dở. Làm sao tịnh ý được nữa? Người ta nói một lời ra, tuy rằng là bình thường, nhưng họ coi thử coi cái sức cung kính, cái mà mình làm tới đâu. Chuyện này hôm nay chúng tôi nói cái chuyện của ông Du Tịnh Ý phải áp dụng vào trong đời sống bản thân chúng tôi. Thực sự khi anh em nhờ chuyện gì hoặc giả muốn làm chuyện gì là để toàn tâm toàn ý, cho nên mới được như ngày hôm nay. Vẫn chưa trọn vẹn. Hồi sáng mình vừa công phu xong ở trong động đi ra, nghĩ đến ông Du Tịnh Ý. Chúng tôi thường làm cái gì, một nhân vật nào chúng tôi để tâm rất là sâu, cũng như nhân vật Ấn Tổ hai năm nay vẫn đeo đuổi, vẫn theo sát. Chúng tôi mới suy nghĩ, ồ, ông Du Tịnh Ý này, ông tha thiết và ông cung kính ông Táo Thần, cho nên ông Táo Thần xuất hiện. Thì như vậy mình tha thiết cung kính vâng lời Tổ, thì cái lúc lâm chung Tổ Ấn Quang là hóa thân Đại Thế Chí Bồ Tát cầm cái đài vàng cho mình ngồi lên mới xứng đáng chứ. Đúng không? Chúng tôi và gia đình chúng tôi có duyên với Ấn Tổ, mà Ấn Tổ là Bồ Tát Đại Thế Chí, là lúc lâm chung Ngài cầm cái đài vàng để mình hóa sanh vô trong đó. Bây giờ mình không nghe lời Ngài, chỉ nói bu loa bu lô ba la thôi, rồi không có chân thật vâng lời làm theo, thì làm sao là Ấn Tổ xuất hiện được, làm sao Đại Thế Chí xuất hiện được, làm sao Phật A Di Đà xuất hiện được. Ông Tịnh Ý Thần nếu không làm đúng cái lời ông Táo Thần, ông Tịnh Ý dù Tịnh Ý mà không làm đúng lời của ông Táo Thần, thì làm sao Táo Thần có thể mà có thể gia trì cho ổng thêm, và ổng tin tưởng Táo Thần giúp cho ổng được. Một mặt ổng làm, ổng tin tưởng Táo Thần đang âm thầm giúp cho ổng. Một mặt ổng lễ Quan Âm, ổng niệm Quan Âm, mong Quan Âm làm sao gia hộ cho ổng tốt. Ông làm như vậy bao lâu? 3 năm. Từ năm 47 tuổi đến năm 50 tuổi. Bắt đầu 50 tuổi, ổng bắt đầu chuyển họa thành phúc nè. Qua 3 năm như thế, 3 năm như một ngày, ông vừa được 50 tuổi, vào niên hiệu vạn lịch thứ hai triều đình, mở kỳ thi hội năm Giáp Tuất 1574. Quan thủ phụ là Trương Giang Lăng sau khi kết thúc kỳ thi liền dò hỏi những người đồng hương để tìm người làm thầy dạy cho con. Có người tiến sĩ Du Tịnh Ý, quan thủ phụ liền cho mời ông đến kinh đô làm thầy dạy cho con mình, là mời ông Du Tịnh Ý đến.
Lúc đó ông lên ông đi thi, ông đỗ tiến sĩ liền. Lúc này tâm ông tốt cho nên ông chiêu cảm quả báo tốt. Lúc trước thì ông thi 7 kỳ trượt hết 7. Bây giờ ông thi 1 kỳ cái đậu liền. Vào niên hiệu vạn lịch thứ tư, tức là năm Bính Tý 1576, ông dự kỳ thi hương, là đó kỳ thi mà lúc trước ông thi 7 lần trượt nè, tại kinh đô trúng tuyển cử nhân, sang năm sau lại đỗ tiến sĩ luôn. Ghê không? À. Ngày nọ ông đến ra mắt quan nội giám họ Dương, ông này gọi năm đứa con nuôi ra chào. Những người con trai này được họ Dương nhận từ khắp nơi về nuôi. Thì có cái thằng con trai bị lạc luôn này, nhận khắp nơi về nè, xem như con của mình và đấy ló làm niềm vui trong tuổi già. Nói chỗ này tự nhiên thấy đúng đúng như chúng tôi. Chúng tôi cũng gom một số mấy anh em mấy bà con về để nuôi. Ông này ông không có đẻ, hình như ông không có vợ hay sao. Ông gom mấy đứa ở các nơi lạc lõng rồi trong nhà trẻ rồi ông gom về ông nuôi, ông làm con, ông thương y như con luôn. Trong đó có con ông Du Tịnh Ý. Du Tịnh Ý chợt nhìn thấy trong đó, trong số đó có một đứa chừng 16 tuổi, là từ 8 tuổi mà nó đi xa cách quá lâu. Dung mạo dường như quen thuộc lắm, liền hỏi quê quán. Đứa trẻ đáp: con người tỉnh Giang Tây, là chỗ ông ở nè, thở nhỏ đi chơi lên nhầm thuyền buôn gạo nên không về nhà được. Còn tên họ thời ấy với tên làng sớm thì chỉ còn nhớ Mường Tượng mà thôi. Ông Du Tịnh Ý nghe như vậy hết sức ngờ vực, liền bảo nó cởi giày ra để xem lòng bàn chân trái. Quả nhiên có hai nút ruồi rất rõ. Ông mừng quá hét lớn: ôi con tôi đây rồi. Quan nội giám họ Dương cũng hết sức kinh ngạc, lập tức cho đứa trẻ ấy theo Du Tịnh Ý về chỗ ngủ. Ông hối hả báo tin vui cho vợ, là ông Du Tịnh Ý báo vui cho vợ. Vợ mừng quá ôm con khóc lớn, ôm cái đứa Mẫn Nhi là đứa nhỏ ở nhà, ôm khóc lớn, máu từ trong mắt tuôn ràng rụa. Đứa con khóc luôn, đứa con kia cũng tỉnh luôn, đứa con mà nói khờ khờ mà cái gái tỉnh luôn. Rồi nâng niu khuôn mặt mẹ mà thè lưỡi liếm máu mắt cho mẹ. Không ngờ lúc ấy bỗng nhiên hai mắt bà sáng lại. lúc thương con quá, con bị mất cho nên đau khổ mù mắt, nay có con tìm lại được thương quá khóc, mà khóc tình thương cho nên sáng mắt. Hai cái khóc này khác nhau, đừng có khóc con vì buồn nhớ nó mà để mù mắt điên khùng nha. Nhìn rõ ràng, bà sáng mắt lại, nhìn rõ ràng Du Tịnh Ý mường thương lẫn lộn, không còn muốn làm quan nữa, liền từ biệt Trương Giang Lăng trở về quê nhà. Ông thủ phụ Trương Giang Lăng quý trọng nghĩa khí của Du Tịnh Ý, gửi biếu nhiều quà tặng và một số tiền lớn tiễn ông về quê. Lúc này không còn mong có tiền, không còn trách Tịnh Ý nữa hết, mà gì, lại là được một số tiền. Quan thủ phụ Trương Giang Lăng quý trọng nghĩa khí của Du Tịnh Ý, gửi biếu và nhiều quà tặng một số tiền lớn tiễn đưa ông về quê nhà. Ông càng nỗ lực làm việc thiện nhiều hơn nữa. Con trai ông sau đó là cái thằng bị lạc á, lập tức có gia đình, sinh được 7 người con trai, tất cả đều học hành đỗ đạt thành danh. Du Tịnh Ý ghi chép lại sự việc mình gặp bếp táo cũng như quá trình sám hối, sửa lỗi, dùng để răn dạy giáo dục con cháu về sau. Ông sống an ổn khỏe mạnh đến tuổi già, thọ 88 tuổi. Người đời ai cũng cho rằng đó là do ông chân thành làm điều thiện, chuyển đổi được sự báo ứng trở thành tốt đẹp. Kẻ họ học sống cùng làng với ông Du Tịnh Ý, La Trinh kính ghi lại câu chuyện này. Đơn giản thôi, họ chép rất là ngắn gọn, nhưng cái bộ phim này cực kỳ hay luôn. Chúng tôi nghĩ chắc càng coi xúc động càng lớn. Cái tình tiết mà ông này, ông nhận diện ra được cái điều sai từ trong tâm của mình, và ông thay đổi được cái tâm của mình do tôn kính một vị thần là Táo Thần. Và sau đó ông chuyển sang ông cung kính đảnh lễ Quan Âm mỗi buổi sáng. Ông Tổ nói cái câu chỗ này lắng nghe: công quá cách là ghi tội, ghi phước, ghi thiện, ghi ác. Nhưng không có tâm cung kính như ông Du Tịnh Ý,
thì ghi công chép tội cũng uổng công. Khi cung kính người khác, vâng lời theo người khác, người ta nói một câu mình để trong lòng không quên, chết cũng không quên, là ông vô tình ý. Người ta mới nói một câu đó, sáng hôm sau qua ngày mai quên mất khỏi, ngơ ngơ không biết gì luôn. Thì hỏi làm sao? Không tôn trọng, không cung kính. Người còn sống là huynh đệ, nhờ nhau còn chưa làm, chứ đừng có nói ông thần táo, ông đi đâu mất. Ông Phật Bồ Tát ông cũng đi đâu mất rồi, đâu có thấy mặt mũi đâu mà làm. Làm theo ông để làm gì? Học mình phải làm, và coi nhân vật này thay đổi được, mình thay đổi được. Ông phải là người tu, ông là người đời. Ông không có biết tôn trọng Phật Bồ Tát, về sau ông vô tình ý nói rồi bắt đầu ông mới tin Bồ Tát Quan Âm. Thì cái câu chuyện này chúng tôi còn nói nhiều, nhiều tình tiết ở trong này. Khi coi bộ phim Hòa Thượng Tịnh Không bỏ số tiền khá lớn ra để dựng, thì rút lại đây là tóm lược sơ cuộc đời của ông Du Đô là Du Tịnh Ý. Nhưng mà cái tình tiết trong bộ phim này ghi rất kỹ. Cái lúc mà ông đứng trên thuyền mà nó rớt cái giỏ rau với lại ruột con gà trong, trời ơi ông khóc. Ông khóc mà ông tiếc gì mà ông tiếc. Người ta nói trời, nhìn ông cái tướng coi như là thư sinh mà đạo nhân như vậy mà tiếc cái ruột gà, thôi bỏ đi, nó bao nhiêu tiền đâu. Trời ơi, coi như là ông có cái mặt mũi gì để nói với những con người đó nữa. Và gì? Và sợ về không có để vợ cúng táo. Cái cảnh mà họ quay cái lúc mà bà mẹ dắt đứa con bị mù đi, cầm cái gậy rờ rờ, mấy cái ổng chạy lại ổng ôm ổng kêu trời ơi trời lạnh mà sao không về, mà sao mà nàng đi ra bên ngoài lạnh như vậy. Mẫn Nhi lạnh không con? Lạnh không con? Nó bị điên quá. Vậy mà về sau nó hết điên. Cái phước của người cha, con gái nhờ đức cha mà, con cái nhờ cha mẹ, nhờ cái đức cha mẹ, gọi là cha mẹ ăn mặn con khát nước, con cha mẹ mà ăn ngọt thì con cũng ngọt theo. Cuối cùng cả gia đình họ lâm vô một cái tình cảnh chúng tôi nói bi đát. Họ quay cái phim quá hay. Mà những nhân vật này họ đóng coi như họ nhập vai. Hòa Thượng kêu là phải nhờ những cái người mà nổi tiếng bên Trung Quốc để đóng cái bộ phim này. Thì mình coi cái mẫu chuyện của Du Tịnh ấy để mình soi lại mình và mình soi lại đại chúng. Đây một nhân vật đặc biệt. Quý vị thấy khi mà nhớ đứa con mà cái con dịch bằng gỗ nó trôi vô bà ôm bà khóc, bắt đầu nó quay lên cái cảnh là bà lúc còn trẻ bà chạy chơi với đứa nhỏ, xong rồi đứa nhỏ nó đang đứng trên cái bờ sông, bắt đầu là gì nó lạc đi luôn, trời ơi bà đau khổ cùng cực luôn. Và cái lúc mà ông mượn tiền người ta, nó quay cái sẹt lên cái cảnh nhìn cái nhà rách nát không có tiền để ngày 30 Tết, còn mình đây trời 30 Tết mất bánh đồ cái gì đó, gì coca đủ, ui cha trời ơi đầy dãy hết trơn luôn. Mà cái khi nào mình nhìn lại cái gia cảnh như ông Tịnh Vô Tịnh Ý không, nhìn không ha, ăn rồi quên đi, ăn rồi mình nghĩ là mình đang hưởng phước rồi, ai sống mà khổ mặc kệ. Suy nghĩ lại câu chuyện này làm cho chúng tôi ấn tượng, bởi vì đây là nhân vật mà ấn tổ nêu lên không phải là tầm thường. Mà cái bộ phim này Hòa Thượng Tịnh Không bỏ số tiền ra đóng không phải là chuyện bình thường. Hôm qua chúng tôi lên coi, lên tịnh thất, nói mấy thầy thôi bây giờ tịnh thất khu chân tu là ổn rồi đó, tương đối là đủ rồi, Phật gia hộ như vậy là được rồi, không nên cải tạo đời sống của mình nhiều quá. Bây giờ có tiền rồi đó thì bây giờ dư chút đỉnh và Phật tử có hỗ trợ, cái này không kêu gọi, tùy duyên. Làm phước mà không có bôn ba, bằng cách coi thử coi nhà của thầy Nhuận Hào, Bình Định, thôn quê, làm con đường, làm cái cầu, làm cái giếng, làm mấy cái nhà, làm cho họ. Còn chùa sinh phải coi lại cái chùa đó có Phật tử đến hay không. Cứ đổ tấm lên mà không có Phật tử đến cho mấy sư cô ở như vậy nó quá dư. Cả cái đại chúng mình ở trong này như vậy mình mới đủ cái phước của nội hàm, là có bên cái chuyện mà hình thức bên ngoài, cái nội dung nó phải cân đối như cái hình thức. Cái hình thức là cái cảnh này phải có con người trong đó, nó mới chuyên chở nổi cái cảnh này, nó mới có dung chứa nổi cái cảnh này. Một mình sư cô một thầy mà làm cái chùa quá lớn, cứ đổ tiền vô trong đó để làm cái gì vậy? Để một vị đó hưởng rồi sanh ra nhiều cái chuyện khó khăn đối với họ, đưa họ vô con đường khó đấy. Còn những người họ nghèo mà có 20 triệu một cái nhà tuốt ở dưới đâu,
Hôm bữa chú Quảng Tịnh đi mang 200 triệu mà 10 căn nhà, có 20 triệu, họ mượn thêm 20 triệu nữa, là họ 40 triệu mà họ được căn nhà họ ở. Lá lành đùm lá đất, một miếng khi đói bằng một gói khi no, một mái tranh thôi che ấm gia đình của họ, quý vị biết họ đỡ khổ cỡ nào không? Hay là mình phải xây một cái chùa cho nó lớn lên vài chục tỷ, vài trăm tỷ ở trong đó. Họ có phước họ làm, các vị Bồ Tát mình không trách được. Nhưng mà mình không làm theo cái hướng đó, mà mình làm theo hướng của Ấn Tổ, giúp những người nghèo, in kinh. Còn cái chuyện phóng sanh là tùy duyên. Bữa nay họ bắt quá cỡ đó, thả đầu nào, thầy Hào nói chạy đầu nào, sông nào cũng bắt hết. Thôi ngày Chủ Nhật tới là phải phóng sanh chim đi. Ở đây có phóng sanh chim, họ gửi những người ở sông nước người ta làm. Hôm qua có mấy chú lên cúng dường, ông này chuyên môn mỗi ngày đi phóng sanh, chú Sơn Diễm. Chúng tôi gom hết tiền cúng dường được 3 triệu gửi lại cho chú phóng sanh. Mình có điều kiện được gửi cho mấy ông này phóng sanh, mình khỏi phải đi, không bôn ba. Nhờ những thầy mà ở địa phương nghèo khổ, rồi gia đình họ đến trực tiếp làm cho đúng, đưa đúng đối tượng. Cái giếng là phải khoan cái giếng, trong phải đưa tiền họ ăn bớt trong đó, làm cho nó đúng. Mình không cần phải đi. Ấn Tổ là như vậy đó, ở một chỗ thôi mà làm phước không ai bằng. Mà không chấp mình làm phước cho nên phước ngập, ngập trời mây luôn. Thấy mình làm tội mà không biết là tội thì tội này nó lớn, phải biết. Những cái điều này là Ấn Tổ nói. Cho nên thành ra cái việc hôm nay chúng tôi nói chỉ giảng lược sơ, ngày mai nói đến cái ông tự du tình ý này nữa. Vì ông này phải nói là một cái cuộc đời, ông là một bài pháp sống từ một con người nó nghèo mà mới nói mình nghèo không còn chỗ nào mà nói nữa. Con chết là quý vị biết cái cảnh nó điêu tàn như cỡ nào không? Rồi lạc nữa. Mà hên sao cái đứa con đây nó có hai cái mục ruồi dưới lòng bàn chân trái rất là rõ, cho nên ông lật bàn chân lên ông thấy là con ông ôm ông khóc liền. Quý vị biết một người mẹ sanh một đứa con ra cưu mang trong người mình bao nhiêu máu huyết, bao nhiêu tinh hoa, 9 tháng 10 ngày. Con người mà không cưu thương con mà bỏ con là chuyện này chúng ta nói. Có nhiều Phật tử họ dắt một số những người bạn lên, họ nói trời ơi cái cô này 60 mấy tuổi mà hết ông này đến ông nọ, con cái còn đó mà hết ông này đến ông nọ, thì khi mà những ông đó ông bỏ đi rồi đi đến về con cái nữa thì thôi nó sẽ ruồng bỏ. Cái này không làm đúng theo người đi trước là phu tử tòng tử, chồng chết theo con, phu là chồng, tử là chết, chết đi theo con, không làm được chuyện này. Những cái lời người xưa họ bỏ hết rồi bắt đầu họ than trời trách đất như ông Du Đô mà cái lúc chưa gặp ông Táo Thần. Mà dẫu cho làm thiện đi nữa, lòn là ngoài môi chất lưỡi, không trong tâm, không cảm động, không thương người, không giúp huynh đệ, chết rồi. Hôm nay chúng tôi nói cái câu chuyện này bởi vì chúng tôi bị chấn động. Lời của Tổ Ấn Quang nói ông này là có đạt được cái công quá cách đệ nhất. Làm những điều tội, làm những điều phước, làm thiện, làm phước, ông suy nghĩ những điều không đúng là ông ghi chép hết và ông đốt lên, ông dâng lên. Giống như mình ba ngày 33 đốt cái dâng ông Tám, 23 mới dâng làm không, ổng là đôi khi thường xuyên dâng lên những cái sớ luôn. Cái lúc mà khổ cũng dâng sớ khổ luôn. Rồi ông làm thiện, ông dâng giáo sớ thiện, và ông làm những điều tốt, con ông tìm được, ông về ông cũng báo với Táo luôn. Ông trời ơi, nhờ xong rồi không biết báo với ông Táo này báo gì, để ông Táo hỏi cũng ngơ ngơ không biết gì luôn thôi chết rồi. Ông Táo này không linh rồi, thôi ông Táo này lo tu đi ông Táo ơi. Ông tu dở ẹt mà ông nói gì ông Táo. Mình chấp nhận mình quá thiếu đức, quá dở, không đủ sức để mà mình điều phục được họ. Thì cái nguy hại quý vị biết cỡ nào. Tương tàn, tương sát, huynh đệ lẫn nhau, không có lòng thương người mà nói không thì cái người này mới là chết. Tranh cãi với nhau. Họ nói họ làm không được phải tranh cãi thôi. Mà làm được không nói được thì người ta sẽ thuận theo. Làm mà không nói người ta thuận theo, nói mà làm không được thì sẽ tranh cãi. Thì quý vị biết cái đại chúng mình nó tương tàn cỡ nào. Còn cái chuyện chết rồi khóc khóc rồi cái gì đó lo đưa đám nữa, cái chuyện đó thì hậu sự rồi. Còn đương sự này phải làm như thế nào cho đúng, không sư thực. Sáng nay chúng tôi về mới suy nghĩ lại cái chuyện của chú Cường với mấy thầy, chứ không phải chúng tôi để lòng. Mà nghĩ đến ông Du Tịnh Ý là cái lúc ông gặp Táo Thần rồi là phải nói ông hết lòng chân thật với mọi người. Và không bao giờ mong rằng những cái gì tốt đẹp với mình đến với mình, và mong những điều tốt đẹp đến với người khác. Ông Táo Thần dặn sao làm y vậy mà. Ông làm ông đừng có mong có kết quả, ông làm đừng có mong thù tạc liền. Ông mong đợi như vậy là ông sẽ chán nản thôi. Ông cứ việc làm đi nó sẽ tới thôi. Dù ông Táo Thần này dạy kỹ, thấy không? Ông Táo Thần ông dạy xong ông đi đâu mất rồi, mà cuối cùng ông này vẫn là chân thật bằng lời làm theo.
Đó là cái điều mà hôm nay thực sự không phải chúng tôi trách la quý thầy, nhưng mà tự hiểu trong lòng là cái chuyện đồng đội, anh em huynh đệ, cái tình tương thân tương ái dở, chưa có sống tốt. Cho nên cái làm với cái nói nó xa cách một trời một vực, xa dữ lắm, chứ không phải đơn giản. Đó, cái ông Vô Đô là ông Vô Tịnh Ý lúc trước, ông làm, ông nói với ông làm nó xa cách một trời một vực. Ông Táo Thần, ông la, ông kêu cái miệng ông nói cho ngon vô đi, rồi ông có làm gì được không? Kêu người ta đừng sát sanh, ông mua thịt gà về ông giết, ông ăn rồi ông mất, ông khóc lóc, ông làm giống như con nít, làm như là kẻ mà tiểu nhân mà ông đòi làm người cao thượng, làm sao mà được? Cái miệng thì nói cao thượng mà hành động thì tệ, sát đất luôn, thì hỏi làm sao ông nhận được cái phước trời ban? Hay, cái này nó hay. Thì cái việc hôm nay chúng tôi nói cái điều này, mong mấy anh em phải ghi lòng tạc dạ và để trong lòng mình, thứ nhất là phải thương người thương vật. Ấn Tổ hay nói phải thương người thương vật, họ lâm nguy là mình phải ra tay cứu, giúp họ đỡ họ ngay. Đó. Nhưng mà cái phước họ không đủ thì mình cũng phải chịu. Cho nên chúng tôi cứ suy nghĩ từ cái việc ông Vô Tịnh Ý này có một cái bài học rút ra hay lắng nghe này. Lúc trước là ông đi dạy học, ông làm những cái gì mà gọi rằng mọi người biết đến cao xa. Ông Táo Thần nói ông làm việc thiện nhỏ nhất ông làm cho tôi. Ông làm những cái việc thiện nhỏ nhất và làm cái việc từ thấp lên cao, ông đừng có vội. Chúng tôi thấy bài học này hay. Mẹ chúng tôi cũng gánh một cái gánh bánh hỏi, bằng lòng ngồi ngoài dọc đường chứ không có cái sạp suốt 40 năm. Và chúng tôi cũng từ cái việc nhỏ mà thành cái việc lớn. Lập cái tịnh thất mái che bốn bà già, bây giờ ở vòng vòng bên đó cũng 200 mấy, dưới này cũng 40, là cũng từ bốn bà già cái nhỏ đi lên, đúng không? Rồi từ không có tiền chẻ từng viên đá lót cái đường mà từ xí nghiệp xứ đi lên, mà từ cây bơ lên chứ không phải xí nghiệp xứ ngoài kia nó bằng rồi. Không phải kể công nhưng mà nói như vậy cho biết là từ cái nhỏ nhất, hình thành từ cái nhỏ nhất. Cũng như con của thầy Tuệ đi xuống ở dưới Bà Rịa, ở trong một cái ngôi nhà đó, bỏ ra gom góp 10 triệu đồng để buôn bán gạo. Chúng ta nói người này thành công, họ làm từ nhỏ như vậy đó, có từ từ họ thành một người đại lý gạo chứ. Thực sự là vậy. Đó là cái việc mà người khôn thì người ta làm từ nhỏ đến lớn, người dạy thì leo cho lớn, làm cho to thì đó là không có gì luôn. Ông Vô Tịnh Ý này là một bài học làm từ việc thiện nhỏ. Lúc trước việc thiện nhỏ ông không có làm, việc ác nhỏ ông cũng không tránh, ác lớn cũng không tránh luôn. Bây giờ ông nghe Vô Tịnh, cái ông Táo Thần này nói là việc ác nhỏ cũng phải tránh, cái việc thiện nhỏ ông cũng phải làm. Ông kinh doanh làm ăn từ cái việc nhỏ nhất, từ cái việc 10.000 nó mới có 100, nó mới có 1 triệu, nó có 100 triệu, nó có vài chục tỷ. Không, cái này là kinh nghiệm sống của chúng tôi, làm từ nhỏ. Về đây khu chuyện tu chỉ có nhiêu đây đúng không? Cũng không có ý nghiệm gì làm cho cải tạo đời sống mình này. Tự nhiên thêm thầy Hưng đi xuống kia, ông kia mua thêm một khúc rồi nó nở. Hầu như là chúng tôi hôm trước nói với cô Lợi, đây là cái duyên tự nó đến chứ. Cũng không có muốn cải tạo đời sống mình cho tốt nữa. Cái duyên nó đến thì được. Cho nên chúng tôi thấy nghiệm lại cuộc đời của chúng tôi, đoạn trước cũng gần giống như ông Vô Tịnh Ý, trắc trở đủ điều, mọi điều đều trắc trở. Nhìn kỹ trong tâm mình trắc trở, đó là mình ngang ngạnh, bướng bỉnh, không vâng lời người đi trước, trắc trở. Cho nên khi mà mình thuận theo người đi trước và mình có lòng cung kính và mình biết khiêm hạ, rồi mình biết tôn trọng người khác, mình làm từ việc nhỏ, bắt đầu từ từ nó lên việc lớn, là người này thành công. Chuyện tu hành cũng vậy. Ấn Tổ hay dùng cái danh từ, nó chưa biết đi, mới bò mà bắt nó chạy, làm sao nó chạy được? Mới đẻ ra thì mình phải để cho nôi nó nằm im, đúng không? Xong bắt đầu nó lật lật được rồi không? Nó lật lật xong rồi cái bắt đầu nó mới đến cái gì nữa? Nó đến bò bò, đúng không? Bò bắt đầu nó mới dựa tường, đúng không? Dựa tường nó đi chậm chậm, mình cầm cái ngón tay nó, mình dìu dìu nó đi, rồi vài bữa nó mới chạy cái e, là nó lên xe rồi nó chạy chứ. Cái chuyện tu hành làm ăn cũng phải vậy đó. Chứ giờ nó mới có bò bắt chạy, nó chạy nó té nó chết, đúng không? Nó mới vừa bước vô công phu mình bắt nó nhất tâm liền niệm cho tới nơi đi, điên khùng nó chết, không được, dục tốc bắt đạt, không thành công. Cho nên thành ra cái người đi trước, người ta nhìn vào mình, người ta biết cái trình độ mình đến đâu, cái đời sống tính toán mà mình đến đâu và cái sự tu hành mình đến đâu.
anh nào mà vội vội vàng vàng nha, bột chộp khoe khoang khoác lác tu về hình thức là coi chừng chết, dướng dướng hoài, trở ngại hoài, thất bại hoài. Hôm nay có một cái lá thư này, Ấn Tổ nói về cái chuyện ghi công chép tội ở địa ngục có. Hôm nay thầy tánh đọc cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Bà này bà giết con gà, tên bà có ghi dưới địa ngục, ông chồng ông thấy. Cái câu chuyện này nó hay, nó hợp với cái buổi nói chuyện hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Thượng Sư Ấn Quang trích trong văn sao tục biên Nguyễn Thượng. Lá thư số 136, thư trả lời cư sĩ. Đọc thư gửi đến biết ơn thông minh những trước trực đệ. Vì thế với coi nhân quả của nho Phật giống như cách thưởng phạt trong phép vua trong thế gian. Tờ hồ có lý, nhưng thật ra vô lý. Sự thưởng phạt trong thế gian ước thế tình người mà định, còn nhân quả chính là do tâm thức chiêu cảm. Nho và thích không thay đạo. Ông cho rằng đạo nho có những điều chưa nhớ tỏ đức, tức là đạo nho chỉ dừng ở lại đó. Đấy cũng là một chứng cứ cho thấy ông thông minh nhưng chưa triệt để. Phàm nhân quả thiện hay ác đều do tự tâm chiêu cảm. Người đời không biết đức Phật giảng cần kẻ, ông cho là đức Phật bày đặt ra, há có phải là thông minh thực sự hay chăng? Quả báo sẽ đến có khi là tức khắc ngay trong đời này, có khi là trong đời kế tiếp, đời sau và nhiều đời nhiều kiếp. Ông hiền quả báo xa xôi, muốn quả báo sẽ đến cho nhanh là đã trở thành tà kiến rồi. Phải biết rằng quả báo siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử cho đến thành Phật đều phải là nhiều kiếp. Tuy nói phóng hạ đồ đau lập địa thành Phật có nghĩa là buông dao đồ tệ xuống thành Phật ngay nơi đó, nhưng thật sự chứng Phật quả cũng phải mất nhiều kiếp. Đừng cho rằng hết ngộ được Phật tánh liền thật sự chứng được Phật quả. Nếu nói như ông, trong cuộc đời có một ai có thể liễu sanh thoát tử, huống chi là thành Phật ư? Nếu ông biết điều này sẽ chẳng đến nỗi trách Phật tàn ác, sẽ có được lòng từ bi của Đức Phật, đau lòng tu lệ bảo với những cái công hàng. Ông hiểu rằng chẳng được quả báo nhanh chóng, nhưng chẳng biết đến cái lời lớn đau của việc khổ nhanh chóng. Chính là loài trùng mùa hạ chẳng biết có băng, công phù du chẳng thấy được ngày hôm sau, chẳng đáng thương ơ. Quả báo chậm hay mau đều do nghiệp thức của chính mình cảm nên, há nên đùn đẩy cho Đức Phật. Do ông thông minh nên trong ý ông vẫn bất lỗi, có biết nhưng vẫn cố phạm, đủ thấy chuyện và bất lỗi, dẫu là thánh nhân vẫn phải nỗ lực. Do vậy Khổng Tử tuổi đã 70 vẫn muốn trời cho sống thêm 5 hay 10 năm nữa để học kinh dịch hồng chính được lộ lớn. Nhà nho thấy biết nông cạn, cho là thánh nhân quá khiêm tốn. Chẳng biết thánh đạo sâu xa, chẳng phải là hết ngộ liền có thể thấu hiểu tột cùng được. Những chuyện khác quan nói tới, chỉ lấy viên giáo để luận. Thì sư tính đoàn kiến mọc, thất tính đoàn tư học, bát tính, cụ tính, thập tính phá trừng xa hoạt, khuất phục vô minh. Thập tính hậu tâm lại phá một phần vô minh, liền chứng sơ trụ, trở thành pháp thân đại sĩ. Từ sơ trụ cho đến thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, chạy qua 41 địa vị, vẫn chưa được đến địa vị hết sạch vô minh. Đẳng giác Bồ Tát lại phá một phần vô minh, tức là chân cùng hoặc tầng, thành Phật quả viên mãn Bồ Đề.
Sự xa xôi của thiện báo và ác báo cũng gần ngang nhau. Huống hồ tu nhân chứng quả cho đến lúc thành Phật ư? Nếu mọi chuyện đều sống ngay trong một chút thì sẽ trở thành hầm sâu, động diệt, không nhân, không quả. Chẳng thấy đầu trời vận hành hay sao? Tiết hạ chí nhất âm sân bèn nắng gắt, tiết đông chí nhất dương sân bèn lạnh buốt. Lập xuân có khi trước Tết, có khi sau Tết, mỗi buổi điều chẳng thấy cùng sông hết trong một lúc được, nên mới thành năm tháng. Nếu cùng một lúc sông hết thì chẳng thấy thành vận hành mà thành đoạn diệt. Đối với việc thưởng phạt tội phước cho quỷ âm, quả thực có người chủ trì, nhưng chẳng phức tạp như trong nhân gian, bởi ấn từ sổ sách đều tự hiện tự tiêu, và cũng không có người ghi chép khóa sổ. Vì thế cõi âm không sai lầm, có chuyện người tính ít ở tính kia bị bắt vì lòng với người cùng tính ít ở tính này. Ấy chính là mượn chuyện người không đáng trách này để tỏ rõ sự thật có những chuyện địa ngục, hình phạt trong cõi âm, vân vân. Ngõ hầu người đời sinh đồng tin. Do vậy thường có chuyện bậc sĩ phu chính trực trong thế gian tạm thời sự đoán chuyện của vua Diêm La. Người bình thường trong thế gian làm sai nha cho cõi âm, do bóc lộn người nên bị đánh đòn cách chức, đều là nhân cùng thú đại. Giống dựa vào hoàn cảnh ép ngặt để thực hiện sự giáo hóa vậy, thú đại là thực hiện đại sự tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bởi lẽ mắt chẳng thấy sẽ không tin, lại còn mượn cớ bóng Phật, cho nên đặc biệt hiện ra chuyện ấy để tôi bày đại sự hồng mở tầm mắt. Chuyện như vậy rất nhiều, nêu lên một chuyện để hồng biết tròn. Trong kiến văn lục của Ngộ Quốc Đại Sư có trích truyền một sinh viên ở Hồ Bắc nắm quyền xử lý dưới tay ngũ điện Diêm La Vương. Một đêm đến cõi âm, thấy một cuốn sổ chép vợ mình giết trộm gà hàng xóm. Kể cả lâu thì nặng 1 cân 12 lượng, nhân đó bèn xếp một góc chăn để đánh dấu. Tính dậy, ông ta hơi vợ sau đại giết trộm gà hàng xóm, bà vợ chẳng thừa nhận. Ông ta nói: bà vẫn cứ lừa dối tôi, sổ sách trong cõi âm đã chết bà giết trộm gà hàng xóm, kể cả lâu thì nặng 1 cân 12 lạng. Bà vợ kể: phơi thóc gạo trong sân, gà hàng xóm đến ăn, dùng đồ vật quăng nó chết lăn quay, còn chưa đổ nến. Bảo đem gà cân lên, quá thật nặng 1 cân 12 lạng. Ông sai vợ đem gà và một số tiền bằng giá một con gà đem trả, thư rõ đồ đưa với người ta, xin đừng gọi trách. Đêm ấy, ông ta lại vội với ông xem sổ, gốc trang sổ bị xé vẫn còn đó, nhưng không thấy một chữ nào cả. Ông cho rằng hình phạt trong hội âm là do Đức Phật đặc truyền. Có thể nói là đã cố phụ ân Phật quá lắm. Ông viết chuyện nhỏ xíu, mắt quan quá mờ, lược nêu những điều quan trọng để giải lòng nghi của ông. Nếu ông biết điều này sẽ nhất tâm như Phật cầu sanh Tây Phương, hãy nên biết rằng lợi ích cho ông, lợi ích do ông đạt được bắt đầu từ lưỡi con cái ông, huống gì lợi ích sau khi sanh về đây cho đến khi viên mãn Phật quả mới thôi. Nếu chẳng tự lượng, từ đây nghiên cứu các tôn tánh tướng thiền mật, chẳng chút trọng niệm Phật thì có thể trở thành một bậc thông gia nửa vời. Nhưng liệu sanh thất tử sẽ thành chuyện năm nào? Bao giờ rồi một mực chân đủ, từ đây đừng gửi thứ đến nữa. Dù có cậy thầy dịu chân hối dường cũng chẳng trả lời vì sao vậy, do ông chẳng phải là người.
Hãy nêu ra một điều bèn hiểu rõ điều. Dù có dạy từng điều một, thì một vẫn là một, nên chẳng thể viễn thông được. Giờ đó thì đến đây là kết thúc rồi. Hay gì nào? Sau đây con xin phép đọc một lá thư của một chú cư sĩ gửi đến ân sư Thường Giác Hàng Nhàn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bất bạch sư phụ thường nhân từ bi. Kính thưa thầy, mong thầy giúp con. Trong những ngày qua, con cầu nguyện với Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ thị cho con có nên đi xuất gia hay không. Tuần trước, sau khi trì 21 biến chú đại bi và lạy Ngũ Bích Danh cầu ngài chỉ thị, xong con lấy hai lá thăm, một lá ghi không đi, lá còn gài, lá còn lại ghi đi ngay. Con để thăm vào lòng bàn tay, còn chắp tay lại để ra một khoảng trống và xốc lên cho thăm tự rớt ra ngoài. Đúng 4 lần con xốc thăm đều rớt ra đi ngay. Ngày hôm nay con lại tiếp tục như vậy. Sau khi trì 21 biến chú đại bi, con lại xốc 3 lần, còn với lần trước là 7 lần thăm biểu hiện đi ngay. Con thiết nghĩ nhân duyên đã đến, ước nguyện từ trước giờ của con là sẽ đặt chân lên tỉnh thức Quan Thế Âm. Nhưng những ngày qua con nghe sư phụ nói về vấn đề khuyên nên tại gia hoằng pháp, con nghe đã nghe nhưng con vẫn quyết tâm thực hiện chí nguyện xuất gia. Đệ tử con năm nay 20 tuổi, được biết đến thầy từ địa vị của ông năm 2012. Gia đình con nhờ ơn của sư phụ dạy bảo mà đã phát tâm ăn trên trường từ đó. Nhờ thấy gia đình con cũng yên ổn, ba mẹ đã có hai chị lo lắng, hai chị cũng đang chuẩn bị lập gia đình và có ý định sẽ không đi xa ba mẹ để gần gũi chăm sóc cho ba mẹ. Tất cả phương tiện về Phật pháp trong những năm qua con đã chuẩn bị cho gia đình khá là chu toàn. Kính thưa ân sư, ngược thời gian trở về trước, dù thầy gặp biết bao dân chung, biết người hàm oan đủ điều, nhưng thưa thầy, con vẫn dõi theo từng bước chân thầy đi. Thầy đi trước, con bước theo sau. Trong thời gian thầy gặp nạn và ngưng lại việc giảng pháp, con đã lập ra một trang Facebook để đăng tải lại những bài giảng của thầy dưới dạng video phát trực tiếp trong suốt thời gian đó. Sư phụ người từng nói, mấy chục ngàn người dắt nhàn cũng giảng, 100 người dắt nhàn cũng giảng, 1 người dắt nhàn cũng giảng, không ai nghe thì dắt nhàn giảng với ghế luôn. Con cảm được lời nói của thầy, cho nên dù có 1 người chịu nghe, con cũng sẽ phát trực tiếp. Nhưng làm thay, không khi nào mà không phát mà chỉ có 1 người nghe cả. Tệ lắm cũng mấy chục người, có khi thì mấy trăm người nghe. Đến bây giờ khi thầy phổ biến văn sao của Tổ sư Ấn Quang, chân này đã hơn 30.000 người theo dõi. Con rất mừng vì được mọi người hưởng ứng. Mặc dù sư phụ chưa từng gặp mặt con, không biết con là ai. Kể từ lúc biết đến người, thì người hướng dẫn tu tập như thế nào, con đều ý giáo phụng hành, không dám có lòng ngờ vực. Vì đời này con đã giao cả thượng tâm thân mạng này cho người rồi. Con hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Con chọn học trường sư phạm cũng là vẫn theo lời thầy. Mong thầy hiểu thương con sư phụ ạ. Con cũng lo người sẽ không thu nhận con. Con có ý định tìm về những đạo tràng khác, nhưng con nghĩ năm tháng qua con công phu hành trì theo lời sư phụ chỉ dạy. Mỗi ngày nếu không có trường hợp đặc biệt thì hai thời công phu con giữ vững. Mỗi thời 21 biến chú đại bi. Từ khi sư phụ phổ biến xuống buổi tí trẻ,
Con tin nhận tập mỗi ngày sáng chiều không bỏ, nhưng vì thế sự bận rộn con không thể thực hiện trọn vẹn những gì mà sư phụ hướng dẫn. Nhưng dù sao con đã nếp mình vào nếp sống của tình thức Quan Thế Âm và của sư phụ. Thiết nghĩ thân con ở đây, nhưng tâm con đã ký gửi nơi tình thức Quan Thế Âm và cho sư phụ rồi. Nếu con trao đạo, nếu con trao đạo chẳng khác, thì tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Con rất lo sợ. Còn nếu sư phụ không nhận con, thì mong thầy thương giúp con. Con nhận thấy con tính tình không biết tính toán gian xảo với ai. Chuyện tiền bạc con xin nhẹ, rất dốt khi tính toán về nó. Con chậm tĩnh, ít nói, cũng ít giao tiếp xã giao với người khác. Xin thưa với thầy, con nói chân thật, từ trước giờ con chưa từng đi chơi một buổi với bạn bè, cũng không buổi nào trà nước chơi bời với ai. Đi học lúc nào cũng âm thầm đến và đi, cũng chưa từng nghe qua một bản nhạc trẻ giai điệu điên cuồng. Dẫu có thì cũng ở trong chùa thỉnh nguyện cùng với quý thầy, uống trà đàm đạo cùng quý thầy. Trong tâm con lúc nghĩ mình là người công Phật, người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm sao giống người thế gian cho được. Nghĩ đến đây con rất đau lòng trục già, cự tuyệt mọi quan hệ tụ tập bên ngoài, trừ những trường hợp bất khả kháng con mới cắn răng mà chịu thôi. Dẫu biết rằng nên tu chân ngay trong cội tục, dẫu biết rằng nên tại giáo hoàng pháp, và dẫu biết rằng vô khẩu đạo bất thành đại đạo, nhưng nghiệp chướng con sâu dày, phước duyên con càng mỏng, không có đức chú như hải, thì làm sao con có thể tự tin bảo đảm mình không bị thối chuyển cho được. Con nhận thấy một số người hiện nay học Phật, năm đầu Phật ngay trước mặt, năm hai Phật ở ngoài hiên, năm ba Phật tăng thành mấy khối. Gần Phật lâu ngày gọi Phật bằng anh, gần pháp lâu ngày coi pháp như mớ giấy cũ nát, gần tâm lâu ngày xem tâm như con cháu. Tu hành dây đại sân tâm chẳng ngắn, tật xấu chẳng ngập, sân si đầy bụng già, lại chê trách Phật tổ khinh nhờ tâm bảo, bất kính đồng tu, khiến người nhìn vào miệt thị Phật Đà. Sao con không chỗ đau lòng trục dạ cho được. Con nghĩ họ mắt mù đã sáng, nay sao nợ khiến mắt sáng lại mù, lên núi báu lại chưa về hai tay không. Đã cứu vớt lên thủy bất nhã, lại tự mình nhảy xuống hồ nước đột tâm đồ. Con lại thiết nghĩ tự mình không làm tốt, làm sao dạy người khác cho được. Thân mình lo chưa xong, hả dám độ người, kẻo hai người hai mình, uổng công nhọc nhằn tâm sức, chọn chẳng được lợi ích chi. Thầy thương giúp con, nếu con ở ngoài đời đầy ác thế mãi, thì làm sao con có thể cho mình tranh đua, làm sao có thể cho mình dối trá, làm sao con có thể cho mình trực dài trên đường danh lợi cùng họ. Thân người khó được, Phật pháp càng khó gặp. Gần đây bạn bè cùng tuổi con bỗng nhiên phát bệnh mà qua đời, nếu một ngày nào con cũng như vậy mất đi thân người sớm thì phải làm sao, biết bao đời kiếp nào mới được thực hiện chí nguyện này đi à. Kính thưa sư phụ thượng nhân từ bi, vài lời nông cạn bồn bột của con dạy, mong thầy từ bi thương tưởng tha thứ, hiểu lòng vô thành và chỉ dạy cho con. Chúc quyền đại chúng tâm bồ đề kiên cố, chỉ tu học vẫn bền, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bình Thuận ngày 14 tháng 5 năm 2020, đệ tử Hạ Ngu Ước Bảo Tất kính cận trước tôn dung sư phụ thượng nhân Thường Nhất Hạ Nhàn. Và đó thì đây là kết thúc ạ.
A Di Đà Phật. Nãy giờ một tiếng rưỡi, một tiếng 35 phút, 8 giờ 5 phút. Cái lá thư của chú này thì mai chúng tôi trả lời đi xuất gia như thế nào. Sợ rằng tâm cung kính rồi vào tâm bảo trong ở dưới tăng đoàn, nhiều lúc mình thấy không phải như mình nghĩ. Một số anh em huynh đệ cũng là phàm tăng thôi. Chúng tôi sẽ có dịp gặp trực tiếp và ngày mai sẽ nói sơ về cái việc xuất gia, trả lời lá thư này. Giờ đây quá giờ, đến hôm nay thì trên tỉnh thất cũng không có làm gì, các cụ không có xuống đây, là ở đây công việc cũng không ổn. Có nhiều lúc trong lòng nó cảm xúc nói hơn tiếng rưỡi được không ạ? Hôm nay mình xong công việc hết rồi, mình hưởng thụ Phật pháp. Thì cái việc mà nãy thầy Tánh có đọc cái lá thư đó, thì khi thầy Tánh đang đọc thì chúng tôi nghĩ ra một cái ý niệm, đó là Táo Thần đang chỉ thị Táo Thần tổ đang chỉ thị thầy Tánh đọc, thì mình phải là trung thần thời thánh chỉ. Táo Thần này là Táo Thần cao cấp Đại Thế Chí rồi, đang nói, đang kêu thầy Nhật Tánh đọc những lời của Táo Thần ban. Rồi vô tình ý có làm theo hay không tùy vô tình ý thôi. Bọn chúng ta là vô tình ý hả? Nếu thực sự là vô tình ý ngoan làm theo Táo Thần Ấn Tổ thì chắc chắn là thời gian Táo Thần Ấn Tổ xuất hiện đó, đúng không? Táo Thần không thấy mặt mũi đâu hết, mà vô tình ý là vô đô tha thiết thờ kính, lúc buồn lúc bực lúc đủ trò đủ chuyện vậy mà Táo Thần cũng xuất hiện. Còn mình là con và biết Ấn Tổ là người có và có sử liệu đàng hoàng là hóa thân Đại Thế Chí, mà tin tưởng Ấn Tổ, mà Ấn Tổ không xuất hiện là do mình tỉnh ý này dở, chưa tỉnh kỳ ý được, cho nên Táo Thần Ấn Tổ chưa xuất hiện đó, đúng không? Chính xác vô cùng. Rồi vô tỉnh ý Nhật Tánh đọc mà không y chỉ thì vô tỉnh ý này cũng không gặp được Táo Thần. Bây giờ ai muốn gặp Táo Thần Ấn Tổ là phải làm đúng lời Ngài dạy, được không? Rõ ràng vậy thôi. Thôi giờ mình hồi hướng nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Tới ngày tiên sinh hả? Tết vui vẻ. Tết vui vẻ, chúc mừng phát tài. Tân ông là ai? Tại hạ họ Trương, tên Hiên. Trương tiên sinh, ông đến có việc gì không? À, ta đi ngang qua đây, nghe thấy trong nhà có tiếng khóc, cho nên đến để an ủi. Không biết tôn gia có gặp điều chi khó xử, hay là gặp phải khó khăn gì? Có lẽ tại hạ có thể ra một chút sức mòn. Cảm ơn Trương tiên sinh chân thật nhiệt tình. Nếu người không chê tệ xa của tôi đây, thì xin mời vào nghỉ uống miếng trà nóng. Được, tiên sinh. Mời Trương tiên sinh. Mời Trương tiên sinh. Mời. Tôi xin giới thiệu
Đây là vợ tôi, còn kia là con gái. À, chào ông. Tôi tên là Trương Hiên. À, Trương tiên sinh à, để tôi đi rót cho ông một tách trà. À, ông để đó cho tôi, lương thần à. À, được. Trương tiên sinh, mời ngồi. Xin hỏi tiên sinh cao danh quý tánh? À, kẻ hậu học họ Du Tinh Đô, tự là lương thần. Xem ra Du tiên sinh phong thái khác thường, chắc hẳn là một nhân sĩ. Trương tiên sinh thật là biết nói đùa. Một kẻ nhà quê như tôi làm sao lại cho là phong thái khác thường? Đúng vậy, tôi có trải qua mấy năm đèn sách, nhưng là một tú tài nghèo. À, thôi bỏ đi, đừng nói đến nó nữa. Trương tiên sinh à, mời dùng trà. Ê chết, Trương tiên sinh, thật xin lỗi. Vợ của tôi là một người bị mù. Xem ra tôi đến đây thật là đường đột. Đáng lẽ xin đừng trách tôi mới phải. Trương tiên sinh chớ nên nghĩ như vậy. Cô gái này rất là xinh đẹp. Cô gái này chẳng lẽ lại có... Đứa bé này từ lúc sinh ra đã mắc phải căn bệnh mất trí. Nó đã mất đi cái cảm giác phân biệt, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không biết là tại vì sao. Tầng mây dày đặc, có điều là mưa không nổi. Đều là số mạng cả. Mẫn Nhi à, theo mẹ vô phòng đi con. Lương thần, sắp đến giờ thịnh rồi, mẹ con tôi vào ngủ trước đây. Được được, mẹ con bà nghỉ sớm đi. Trương tiên sinh, buổi tối bình an. Bình an như ý. Tại sao ông không mời Lương Y về để trị bệnh cho hai mẹ con của họ? Không giấu gì ông, nhà chúng tôi xưa nay gia cảnh vốn bần hàn. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Hay là đừng nói đến những chuyện này nữa, để tránh đi sự thương cảm thêm. Xin tha thứ cho tại hạ bạo muội. Không biết tiên sinh có nghĩ đến do nhân duyên gì mà có thiên tai hay là nhân quả không? Mấy năm nay quả thật là tôi có nghĩ qua. Đại khái là do kém phước đức, đó là nguyên nhân chính. Tiên sinh đã có tâm như vậy, tại sao vẫn không thay đổi số mệnh? Cải số? Mấy năm nay tôi có lui tới kinh kỳ, buôn bán được lời to, và cũng rất là thuận lợi. Đến hôm nay cũng được chút ít thành quả. Vì vậy hiện giờ ở đây tôi có 30 lượng bạc ròng, bây giờ tôi xin giao lại cho huynh để giúp cho hai mẹ con của họ trị cho khỏi bệnh. Còn như sau này có khá hơn, Du huynh, Du tiên sinh. Du huynh, việc này không được, không được đâu. Hai chúng ta đâu có quen biết nhau. Số bạc ròng này đâu phải là ít đâu. Không, tôi không thể nhận của không công. Vậy còn câu ngựa xe y phục và bằng hữu, chắc tiên sinh đã có đọc qua rồi chứ? Đây là lời của Tử Lộ, bậc thánh hiền thời xưa nói với Khổng Phu Tử. Nhưng đối với một người bình thường thì chỉ chú trọng giọng điệu mà thôi. Ý của Du tiên sinh là nếu thật sự làm được thì có khó khăn không? Tôi nghĩ ông cũng không ngoại lệ. Hay là ông cứ nhận đi. Không 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 không. Đại ân đại đức của tiên sinh như vậy, người bảo tôi làm sao để báo đáp đi? Không dám. Gặp nhau cần gì phải biết trước. Như ngày nay ông đang gặp khó khăn, oán hận ngập lòng, tôi nguyện giúp cho ông một tay. Việc này Du Đô tôi cả đời đau khổ buồn chán, khốn khổ vô cùng. Tại sao hôm nay liên tiếp gặp chuyện lạ,
Người thứ nhất cứu mạng tôi, người thứ hai cứu đói tôi. Tại sao hôm nay toàn gặp chuyện bất ngờ không vậy? Ây da, bậc tụng kinh thật là chi nhân chi thiện. Vô tiên sinh mau đứng dậy đi. Cứu người trong lúc nguy nạn đó là bổn phận. Vô tiên sinh mời ngồi xuống nói chuyện. Trương tiên sinh mời. Tôi nhận thấy Du huynh cũng là người uyên bác, tại sao gia cảnh lại bần khổ như vậy? Ông hãy nói thử tôi nghe. Thật là một lời khó nói hết. Hậu học tôi cả đời hành trì, học theo thánh hiền, hành thiện giúp người, không để thua người. 13 tuổi đã làm nho sinh, mỗi lần thi đạt được hạng cao. Tôi cùng với mười mấy bạn học lập xã văn xương, ham học phóng sanh, giữ giới sát dâm khẩu nhiều năm như vậy, nhưng thi cử cả thảy được 7 khoa mà vẫn không trúng. Xét lại cả đời không được gì cả. Thường ngày đọc sách tích thiện, nhưng đến nay công danh vẫn chưa toại. Vợ con thì đau, cơm áo không đủ, sanh được 5 con. Cơm áo không đủ, sanh được 5 con trai thì 4 đứa chết yểu, còn đứa thứ 3 thông minh tuấn tú, phía dưới chân trái có nốt ruồi. Vợ chồng ông rất yêu quý nó. Năm lên 8 nó chơi ngoài chợ, đột nhiên biến mất, không rõ đi đâu. Sanh 4 con gái, chỉ còn có 1. Người vợ vì khóc con gái mà đôi mắt đã bị mù. Ông chồng cả đời buồn chán, lại thêm nghèo đói, chịu trời trừng phạt. Ngoài 40 tuổi, mỗi khi đến Tết thì viết sớ điệp cầu xin táo quân, tấu trình ngọc đế. Nhiều năm như vậy mà không thấy báo đáp. Ủa? Tại sao tôn nhân lại biết những suy nghĩ trong lòng của kẻ hậu học và việc nhà của tôi chứ? Ta còn biết, trước đây ngươi đốt sớ điệp tại bàn thờ ông Táo, nhưng mà đáng tiếc là trong lời văn khác biệt xa với những hành vi và ý nghĩ của ngươi. Sao ông lại biết những lời này? Ta sẽ đọc ra sớ điệp mà ông đã tấu trình hôm nay. Hôm nay là ngày cuối tháng Chạp, con đặc biệt viết một lá sớ cẩn trình Táo Quân và Ngọc Đế. Ở trên 33 tầng trời, xin người hãy nghe tiểu dân Du Đô tấu trình. Du Đô con cả đời làm thiện, nỗ lực học hành, ngày đêm không nghỉ, cùng nhiều người bạn lập miếu văn xương, tiết chữ phóng sanh, không tà hạnh trộm cắp đã được nhiều năm. Than ôi, thi cử đã 7 khoa mà vẫn không đậu. Trai gái có 9 người, chỉ còn 1 gái, chỉ được xếp sau 18 vị nho sinh. Từ đó vận mệnh xoay chuyển, long đong lận đận cho đến hôm nay. Khẩn cầu tôn quân trình tấu ngọc hoàng, ngưỡng nguyện trời xanh rủ lòng thương, ban cho mưa móc để cứu chúng con, chuyển hung thành kiết. Nếu được cứu giúp thì cả nhà họ Du chúng con vô cùng cảm kích, khấu đầu tạ ân. Thưa quý nhân, người có phải là Táo Dương gia không vậy? Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là biết được suy nghĩ của người. Tôi lấy của công làm của tư, những điều ta nói có đúng không?
Còn nữa, trong nội quy có điều mục quý chữ tiết giấy, người có làm được không? Số chữ giấy viết sai, người xử lý như thế nào? Hãy nói thử suy nghĩ của ngươi. Suy nghĩ của tôi à? Ừ. Ngươi nói thử cuộc đời làm người của ngươi xử thế như thế nào? Việc này kẻ hậu học phải nói làm sao mới đúng đây. Ngươi cứ nói thẳng đi, đừng ngại. Tiểu dân từ nhỏ đã thích đọc sách và đã trở thành một nhân sĩ. Con đường duy nhất chính là công danh. Học mà thành tài thì làm quan. Chỉ có khi nào đạt được công danh mới có thể dựa vào bổng lộc để sống. Nhưng bất hạnh là thi cử không may, nghèo khó cứ đeo bám mãi. Như hôm nay, từng tuổi này rồi mà cuộc sống vẫn càng ngày càng ảm đạm. Có thể nói là tiền đồ không biết ở nơi nào. Tôi tự nhủ cả đời không làm điều gì sai nghiêm trọng. Ủa, tại sao cửa lại tự mở? Rõ ràng là tôi đã đóng nó rồi kia mà. Trương tiên sinh, để tôi đi đóng cửa. Tôi vừa nói đến đâu rồi? Người nói là mình không có làm gì sai nghiêm trọng. Sai sót có lẽ là do tiểu dân gia cảnh bần hàn, và để được giàu có thật khó tránh khỏi làm những việc sai. Thật là người nói sao mà nghe nhẹ nhàng vậy? Ngươi làm việc gian dối mà định che giấu hay sao? Dạ, tiểu dân không dám. Ủa, tôi chết rồi. Tao thần, xin tha thứ cho tiểu dân, con không có ác ý. Xem ra ngươi vẫn còn biết sợ hãi và xấu hổ. Ta cho người biết, tội lớn nhất của người đó chính là ác ý. Ác ý à? Xin thứ tội, tiểu dân không hiểu ý của người. Sau khi đã hiểu rồi thì người phải nhớ cho kỹ, thiện ác ở trên đời tất cả đều do tâm tạo. Tâm niệm của người quá ác độc, đó chính là ác ý. Việc này khải bẩm ông có phải là táo thần lão gia không? Ta là ai, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là ngươi phải biết mình là ai. Đứng dậy nói chuyện đi. Con đứng dậy nói chuyện. Tiểu dân thật không biết làm sao để trình báo với người. Những việc ngươi làm ta biết rõ như lòng bàn tay. Nếu ngươi thấy khó nói thì không cần nói. Thật đáng thương cho người vẫn còn ăn nói hồ đồ, ngu muội vô tri. Con người của người ngoài ác ý ra còn nghĩ đến hư danh, oán hận ngập tràn. Quả báo mà sau này ngươi lãnh e rằng không chỉ có bấy nhiêu đây. Cầu xin người hãy nghe đệ tử bẩm báo, tiểu dân quả thật có làm mà, thể làm việc thiện, nghiêm giữ giới điều, đâu có dám gì hư danh. Xin người chỉ dạy. Nói nhiều cũng vô ích. Hay là ngươi tự nhìn xem đi. Mà đừng có nhắc tới táo thần nữa. Chúng ta đã cúng cho ông ấy không biết bao nhiêu lâu rồi,
Vậy mà ông ấy có cho chúng ta được cái gì đâu. Tôi sẽ không cứu ông ấy và cũng không có đấu sơ đẹp cho ông ấy nữa. Trời ơi, tôi đã nói với ông biết bao nhiêu lần rồi, đừng có nói bừa như vậy mà. Ông xem, ông trời, ông hãy mở to đôi mắt mà nhìn nè. Rốt cuộc ông muốn tôi mất mấy đứa con ông mới chịu thôi đây. Thực ra tôi đã làm việc gì thất đức mà ông phải trừng phạt tôi như vậy chứ? Ông nói đi, ông nói đi, ông nói đi. Mỗi tháng người phóng sanh trong miếu, đó không phải là do tự tâm. Người khác đưa ra bảo làm như vậy thì ông cũng làm theo. Còn nếu họ nói không thì ngươi cũng không tự động làm. Cho nên trong lòng ngươi xưa nay chưa từng có ý niệm từ bi chân chánh. Dù có đi nữa cũng không có làm triệt để, chỉ là hư danh mà thôi, làm để khoe người. Ngươi có nhìn qua nhà bếp của mình chưa? Có bao nhiêu loại tôm cua, ngoài việc ăn ra còn lại ngươi mặc tình tiêu hao lãng phí. Ngươi lạm dụng bắt giết loài thủy tộc và từ lâu đã trở thành tàn bạo. Nói đến giọng ngữ ác khẩu lưỡng thiệt, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi gặp người thì nói lời người, gặp ma thì nói lời ma. Về mặt này ngươi thật không hổ danh là đệ nhất đẳng. Còn gặp những việc không có lợi thì ngươi không vừa ý, chanh chua cay nghiệt, châm biếm người ta, chính là đặc tính của ngươi. Nhìn thấy cái gì có lợi cho mình thì trổ tài hết lòng bợ đỡ. Còn nữa, việc dùng chữ xót lời ngươi rất là khéo léo, mọi người đều bị ngươi khuất phục. Vì ngươi có tài ăn học nên có thể nói lý thiện và mồm lấn lướt, xong việc lại còn có thể làm ra vẻ bình tĩnh, ngay như lưỡng thiệt. Cái nhân ác của ngươi thật là lớn đó. Ngươi còn nhớ người bạn học tên là Ngô Kỷ Trung lúc còn học ở trường hay không? Tài biện luận văn chương của hắn hơn cả ngươi. Tâm ganh ghét của ngươi thật là mãnh liệt. Ngươi lấy không làm có, mật báo cho Đông Xưởng Xưởng Vệ nói hắn bất mãn với triều đình. Ngươi muốn hắn không được giỏi hơn ngươi, đây quả là việc làm xấu xa tồi tệ. Không, không, hắn chỉ bị giáng chức Nho Gia. Giáng chức Nho Gia, bản thân hắn về tư tưởng học thuật và chia rẽ mọi người, tội đâu có đáng chết. Bản thân người làm việc sai, không nên mượn lời nói dối để an ủi lương tâm bất an của mình. Xem ra chuyện nhân quả luân hồi quả nhiên là sự thật. Người qua đây, ngồi xuống nói chuyện. Dạ. Mời. Đã nhớ lại chuyện xưa rồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thuở nhỏ, quả thật cuộc sống của con rất đau khổ. Có lẽ nhiều việc đã qua, con e rằng mình nhớ không nổi. Ngươi không phải là quên, mà ngươi không chịu nhận đó là sai. Có phải là do thuở nhỏ con sống trong cảnh nghèo khó để được no ấm? Từ nhiều kiếp đến nay, những việc đã qua ngươi không nhớ nổi, ta không trách ngươi. Nhưng đời này tập khí sâu nặng, keo kiệt quá mức nên ngươi mới như vậy. Quá khứ lầm mê có thể ngươi không biết, nhưng bây giờ đã hiểu rồi, phải nên tỉnh ngộ.
nhanh nhẹn, kiên quyết, chuẩn xác, ngươi đều có đủ. Tập khí đã như vậy mà ngươi không biết. Có thể biết cuộc đời của ngươi đã giết bao nhiêu rồi? Mũi, kiến và gián. Vì ngươi không biết yêu quý sinh mạng của loài động vật nhỏ, nghiệp sát quá nặng, coi thường mạng sống, cho nên phải thọ quả khổ vô cùng, và các nghiệp ác gây tạo cũng theo đó mà thành. Cho nên mọi việc không được như ý. Tuy nhiên trong cuộc đời, thỉnh thoảng ngươi cũng có nghĩ đến làm thiện, cũng còn có chút lương tâm. Chỉ đáng tiếc là như hoa chớm nở đã tàn, không được lâu dài. Thường những lúc bình tĩnh trở lại, quả thật người cũng có biết mình đánh mất đi sự thành thật. Vì nghĩ đến một chút danh phận của ngươi, cho nên đêm nay ta đặc biệt đến đây thăm hỏi. Vì vậy ta muốn ngươi làm một việc, ngươi có làm được không? Đệ tử tuân lệnh. Được. Vì để cho con cháu đời sau lãnh hội được lời giáo huấn, những năm còn lại của đời ngươi, ngươi hãy đem cảnh ngộ, sự lông đông và quá trình sám hối của ngươi nói và viết ra, để cho con cháu của ngươi đời sau biết được phương pháp mà ngươi đã cải ác làm thiện. Ngươi bảo đệ tử viết ra cuộc đời của mình à? Ngươi có tài văn chưa? Nếu viết nó bằng cái tâm khiêm cung sám hối thì sẽ phá trừ chướng ngại, trí huệ sẽ tự nhiên hiển hiện, và có thể biết được mình sai ở chỗ nào, nhất định sẽ có ảnh hưởng đến hàng vạn người. Dù đồ quả thật đâu có tài đức gì mà được phước như vậy chứ. Ngươi không nên quỳ, hãy đứng dậy nói chuyện. Dạ. Ngươi bây giờ có phải là rất cung kính ta không? Đệ tử con vô cùng cung kính. Nếu ta không phải là thần mà là người, thì ngươi có cái tâm cung kính như vậy hay không? Dù đâu con thầy với trời. Ngươi nên biết, chỉ có thành thật sửa lỗi, tin sâu nhân quả, phá trừ bóng tối vô minh, thì mới có thể thoát ly biển khổ, hành thiện tu đức, có thể thay đổi số mệnh của người. Do đó, người nên nói cho bạn bè, người thân, răng dạy con cháu, viết ra câu chuyện này. Nhưng mà tiểu nhân là e bình phước đức mỏng, chỉ sợ đưa bằng chứng sai lầm. Người cứ nói y theo sự thật, không được thêm bớt lời nào. Dạ. Người đem giấy mực ra đây, sau này sẽ có lúc dùng đó. Đệ tử lắng nghe lời dạy bảo. Lương thần, lương thần, lương thần, lương thần à, lương thần ông tỉnh dậy đi. Thưa tôn thần. Ủa, người đâu rồi? Ông nói ai? Tôn thần đó. Ai là tôn thần? Đó là Trương Tiên Sinh. Ông làm sao vậy? Ai là Trương Tiên Sinh?
thì chính là người đêm qua đã đến nhà chúng ta. Trương Hiên tiên sinh chính là táo thần. Ông ấy còn ngồi nghỉ ở nhà chúng ta một lát nữa mà quên rồi sao? Ông nhớ lộn rồi, đêm qua đâu có ai là Trương Hiên tiên sinh đâu. Ông bảo tôi và Mẫn Nhi đi ngủ đi. Ông còn nói là ông muốn đọc sách. Lương Thần à, ông làm sao vậy? Có phải là ông gặp ác mộng không? Không phải ta nằm mộng. Bà có nhớ chỗ đó không? Bà còn rót trà cho ông ấy uống nữa. Chiếc áo đen. Ủa, tại sao không có chiếc áo đen này? Chiếc áo đen bà có thấy không vậy? Chiếc áo đen à? Đúng rồi, bà có thấy không? Tôi làm sao mà thấy được. Tết nhất đến nơi rồi, ông đừng có làm tôi sợ. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, bà xem, bà xem này, mực bút giấy vẫn còn nguyên. Ủa, Nguyên Bảo đâu mất rồi? Đúng rồi, nè bà xem đi. Đây chính là bức tranh Táo Dương gia mà nhà bên cạnh cho chúng ta. Hả? Ông ấy chính là Trương Hiên tiên sinh. Trương Hiên tiên sinh chính là Táo Dương gia đó. Táo Dương gia, ông ấy chính là người trong bức tranh này. Con nói mà cũng không hiểu đâu. Lương Thần à, tôi biết là ông đang rất cần tiền. Ông đừng để cho tâm của mình quá khổ, từ từ sẽ có thôi. Trương Hiên tiên sinh nói giặt chiếc áo đen. Ây da, cái đó. Ê, Mẫn Nhi, lại đây con. Lại đây. Con có nhớ Trương Hiên tiên sinh đã đến nhà chúng ta đêm qua không? Người khoác áo đen đó đó. Khoác áo đen. Đúng rồi, mà xem, Mẫn Nhi nó nhớ rồi. Nó đang chúc Tết ông đó. Đây là do tôi dạy cho nó. Năm mới vui vẻ. Hai mẹ con bà, năm mới vui vẻ. Mùng một Tết, tiết trời thật là đẹp. Ta nhớ là chính là chỗ này. Chúc mừng phát tài. Lương Thần à, đó là do ông nằm mộng thôi, đừng có nghĩ đến nó nữa. Được, không nghĩ nữa. Làm mộng hay là thật đây? Nếu nói là mộng thì tại sao lại đúng như vậy? Ác ý, ý niệm quá ác. Làm vậy sẽ gặp báo ứng. Ta nghĩ thử làm sao mới có thể cải đổi bản thân của mình đây. 30 lạng bạc đó, nghĩ lại thật đáng tiếc. Thôi bỏ đi, nó vốn cũng không phải là của ta mà. Trời ơi, Lương Thần à. Hả? Ông mau qua đây, qua nhìn coi cái gì nè. Lương Thần à. Được ông rồi, ông mau qua đây đi, nhanh cái lên gì? Qua đây coi cái gì nè, nhanh lên Lương Thần. Cái gì? Lương Thần à, nhanh lên. Lương Thần đến ngay. Mai Quyên, Mai Quyên à, mà làm sao vậy? Đây là thứ mà tôi sợ thấy bên gốc cây, ông xem. Đây chính là chiếc túi mà Trương Tương Sinh để lại đêm qua, nó dùng để đựng bạc đó. Xem ra sự việc đêm hôm qua không phải là mộng. Ông xem, còn có tờ giấy nữa. Để tôi xem thử coi viết cái gì. Y tịnh vô nhiễm, quân tử hữu chung, Trương Hiên.
cả nhà Du Đô ba người. Xin cảm tạ trời cao thương xót gia hộ. Du Đô may mắn và được giáo hóa chỉ dạy. Bắt đầu kể từ ngày mùng một năm nay, con thề sẽ cố gắng sửa lỗi, trung thực hiền lương, làm việc thiện, thường luôn sám hối, thành tâm thuộc lại, quyết không đổ thừa. Đệ tử Du Đô cầu xin Phật gia trì. Con nguyện làm lợi ích cho tất cả mọi người. Suốt ba ngày qua con đã suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn không biết phải bắt đầu viết từ đâu. Lại nữa, lòng con hiện đang rối loạn. Xin chư Phật gia hộ giúp đệ tử bình lòng, có nghị lực, có trí tuệ. Đây là huyện Thanh Xuyên, nằm bên cạnh phía tây bắc của tỉnh Tứ Xuyên. Tôi đã được sanh trưởng nơi đây. Cả ba đời nhà tôi đều là tá điền. Gia đình chúng tôi không có mẫu đất nào, cho nên đời sống khốn cùng. Hồi tưởng lại ký ức, tôi chưa từng được hưởng qua cuộc sống tuổi thơ vui đùa, không phiền muộn. Nhớ lại, khi tôi được 8 tuổi thì tôi đã đi chăn trâu cho một bá hộ họ Phùng ở trên trấn để giúp cha mẹ kiếm một ít lương thực sống qua ngày. Chăn trâu là một công việc rất là cực khổ, thời gian làm việc rất lâu, nhất là ruồi muỗi rất là nhiều, chúng thường cắn đốt khắp người tôi, làm tôi ngứa ngáy vô cùng. Từ đó tôi cũng quen dần và tìm cách để giết chết chúng. Như vậy, từ trong vô thức, tôi đã thật sự gây tạo rất nhiều nghiệp sát. Một bữa nọ, tôi nhìn thấy có mấy vị thư sinh từ các thôn khác đến. Họ qua sông trong sự bình định của những người thân. Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ tình cảnh phấn chấn của họ khi đó. Họ nói, qua con sông này quẹo trái chính là con đường thẳng đến kinh thành. Trong số những thư sinh này, nếu có người nào thi cử được trúng thì từ đó biết được tiền đồ bay xa, rạng rỡ tổ tâm. Tôi không hiểu văn ngôn mà họ nói, nhưng tôi luôn luôn nhớ kỹ có một thư sinh hơi mập trong số họ. Ông ấy lớn tiếng nói, người xưa có nói, nếu ai giàu sang mà không trở về quê thì cũng giống như áo gấm đi đêm. Bây giờ tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì. Sau này, khi tôi lớn tuổi, tôi đã hỏi qua rất nhiều bậc tri thức trong huyện mới biết được. Ông ấy nói là, nếu bạn rời bỏ quê hương, trải qua sự nỗ lực phấn đấu mà được đại giàu sang, lại không biết trở về quê để làm rạng danh tông tổ, thì cũng giống như khoác trên người chiếc áo đẹp đẽ mà đi trong đêm tối không một bóng người ánh đèn. Đại học Di Đạo, tại Minh Minh Đức.
tại ư thân dân, chỉ ư chí thiện, tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tỉnh, tỉnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc, vật hữu bổn mạc, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tất cận đạo hỷ, cổ chi dục minh, minh ư thiên hạ, giả tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. Ê bé con, qua đây. Cháu xin Đức làm gì vậy? Để tắm con cháu. À, có phải cháu muốn được như các bạn kia hay không? Sao vậy? Vì những lời các bạn kia đọc rất là khó hiểu. Có câu 3 chữ, 5 chữ hoặc 7 chữ, mỗi chữ đều đầy đủ ý nghĩa, nghe rất là hay. Ý của cháu có nghĩa là nói văn ngôn của lão phu tử dạy có khi là 3 chữ, 5 chữ hoặc 7 chữ, có phải vậy không? Nghe hay như một bài ca vậy đó. Nè, cháu hãy hát một đoạn cho mọi người nghe chơi đi. Thiên địa hữu chánh khí, tập nhiên phú lưu hình, hạ tắc di hà nhạc, thượng tắc di nhật tinh, ư nhân giết hạo nhiên, bái hồ tắc thương minh, hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình, thời cùng tiết nảy kiến, nhất nhất tùy đăng thanh. Đủ chưa dạ? À, hay quá trời luôn. Ông có thấy không? Đứa bé này thật là lợi hại. Sau này vì đại thúc đánh xe bò đó nói với tôi, đọc sách có rất nhiều lợi ích, để xem tôi có số mạng này không. Có một vị lão tiên sinh nho học trò nói với mọi người chúng tôi, mọi vật trên đời đều thấp kém, ngẫm ra chỉ có đọc sách cao. Đọc sách tự có nhà và quý, tự có dung nhan như ngọc ngà. Sau cùng họ còn nói, tuy tôi là một tiểu tử bần cùng, nhưng chỉ cần có chí khí thì sau này lớn lên cũng có thể giàu sang như bọn họ. Con người muốn được thông minh thì phải nên học. Cháu suy xét kỹ đời, cháu có thể học phía bên dưới cửa sổ. Kể từ lúc đó, tôi thả trâu để nó tự ăn cỏ, rồi tìm một vị trí ở bên cửa sổ. Tôi không dám đứng vì sợ thầy phát hiện, nên định phải ngồi xổm chăm chú nghe giảng. Thành nghĩa là thành thật, ý là cái phát ra từ tâm, chân thật được phát ra từ tâm. Dục là làm tất cả điều thiện mà không tự dối lòng. Trí là xét cùng tận. Tri là tri thức, xét cùng tận cái tri thức của mình, thì không việc gì mà không biết. Muốn tâm mình đoan chánh thì ý phải thành thật. Muốn ý được thành thật thì phải có kiến thức sâu rộng để biết hết vạn vật. Câu này có ý nghĩa như thế nào? Cách nghĩa là suy cứu. Lão phu tử này có tâm tốt. Ông biết có một đứa trẻ nghèo ham học, cho nên sau này ông cố ý giảng cho tôi nghe, và tôi cũng quen đứng tựa cửa sổ để nghe giảng bài. Cho dù là sự thật hay là chiêm bao, mà tôi may mắn được gặp Trương Hiên tiên sinh thì đâu có thể nói đó là duyên phận kỳ ngộ khó gặp. Kể từ đêm hôm đó, tôi nghe theo lời dặn dò giáo hóa của ông ấy, cẩn thận chọn lựa, viết ra những mưu kế đã qua của mình, mục đích là để cho sau này có nhiều người đọc qua, lấy đó răn mình. Việc núp bên dưới cửa sổ lén học bài diễn ra rất lâu.
Chỉ cần tôi yên lặng, không làm ồn đến người khác, lão phu tử dường như đã xem đó là việc thường nên không la rầy gì. Nhưng trên đời này quả thật là không có việc gì là hoàn mỹ mãi mãi. Có một bạn học tên là Phùng Quyền, có thể nói là một kẻ thù chung thân của tôi. Công tử Phùng Quyền, trận đấu này cậu đặt bao nhiêu lượng? 5 lượng. Công tử Phùng Quyền đặt 5 lượng. Chà, đặt 5 lượng lần hả? À, đúng nhiều rồi. Quá ha. Nè, trời ơi. Trời ơi, mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Hay quá, hay quá. Hay quá, hay quá. Mạnh lên, 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 mạnh lên. Hay quá. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên. Đứng lại được kìa. Đứng lại được kìa. Mạnh lên, mạnh lên. Bắt đầu từ tặc tổ của tôi, ba đời đều cày thuê cho nhà hắn. Trong hàng con cháu của quan lại có tính nghiêm ngặt này, thì thân phận của một kẻ hèn hạ giống như tôi đây, làm sao có thể hưởng được quyền lợi đi học giống như bọn họ. Tuy chỉ được ngồi bên ngoài cửa sổ, nhưng chỉ cần có cơ hội là Phùng Quyền nhất định sẽ trêu chọc. Xem hắn viết cái gì kìa. Cho đến một bữa nọ, Phùng Quyền là con cháu của gia đình giàu có nên không ai dám đụng đến. Chỉ có mỗi một người cả gan, đó là người bạn học tên là Trương Đình Diệu. Huynh ấy mình cao 6 thước, xuất thân từ một danh gia bậc nhất ở Quyền Thành. Cha huynh ấy là một phó đô chỉ huy sứ của Triết Giang, là một danh tướng đương triều, là bộ hạ của Thích Kế Quan. Kể từ hôm đó, chúng tôi trở thành đôi bạn. Và cũng kể từ đó, vận số của tôi cũng khá hơn. Lần đầu tiên có được chỗ dựa vững chắc khiến tôi cảm thấy thật là tốt. Vì duyên phận này nên tôi đem những bài học mà mình biết được ra nghiên cứu cùng với huynh ấy. Đình Diệu là một người thành thật, thấy tôi là một đứa trẻ chăn trâu, buổi trưa chỉ có một ít thức ăn, nên huynh ấy sẵn sàng đem phần cơm của mình chia cho tôi ăn. Thank you.